Dạ vâng, em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả anh chị quý hàng thân yêu trên khắp mọi miền trên tổ quốc đã đến với bản tin ngày hôm nay, buổi lên sóng báo giá những mẫu xe phân khúc hạng A với tầm tiền chỉ từ trên 200 triệu đến gần 300 triệu thôi là anh chị đang sở hữu những mẫu xe phân khúc hạng A tại studio ô tô Bình Dương ngày hôm nay. Và Hoàng An sẽ không quay tất cả các xe mà chỉ quay những mẫu xe phân khúc hạng A đang có tại studio ô tô Bình Dương để cho anh chị cứ bản tin theo dõi. Với tầm tiền rất là hợp lý và hỗ trợ trả góp, tất cả xe bán ra luôn luôn là cam kết chất lượng tuyệt đối chị nhá. Bán xe có bảo hành là cam kết chất lượng, đó là hỗ trợ trả góp toàn quốc. Đó, siêu thị ô tô Bình Dương nhà em thì vẫn tọa lạc tại ngã ba ông xã anh chị nhá. Đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đấy. Anh chị có thể thấy cái trục đường này là trục đường DT743B anh chị nhá. Một đường về khu nghiệp Sóng Thần, một đường về ngã tư 550. Rất là ok luôn. Đó. Và siêu thị ô tô Bình Dương thì không có chi nhánh. Không có chi nhánh anh chị nhá, chỉ có một cửa hàng duy nhất thôi. Đó, tọa lạc tại số 1968 này. Ngã ba ông xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đó, cách ngã tư 550 1 km thôi. Đây em sẽ giới thiệu ngay về mẫu xe mới nhất. Đây. Chiếc Hyundai i10 số sàn máy 1.0 sản xuất 2015 và đăng ký 2016. Chiếc xe này là mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, một chủ biển số thành phố Hồ Chí Minh. Và anh chị có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh là mình đã tiết kiệm được cái tiền biển số 20 triệu rồi. Đó. Mâm đúc la răng, đầy đủ thông minh, gương cụp chỉnh điện anh chị nhá. Rất nhiều cái option trên mẫu xe này. Và chiếc xe này thì bên em đây, biển số rất là đẹp luôn anh chị nhá. Đang chào bán mức giá là 280 triệu cho chiếc Hyundai i10 sản xuất 2015 và đăng ký lần đầu 2016. Và tất nhiên rồi, giá thì còn thương lượng khi mà anh chị đến xem xe trực tiếp anh chị nhá. Đó. 280 triệu cho chiếc Hyundai i10 sản xuất 2015 đăng ký 2016, bản đủ, hàng nhập Ấn Độ nguyên con, có tích hợp như là mâm đúc la răng này, mâm đúc la răng đầy đủ thông minh, khóa cảm biến. Đấy, chiếc xe này thì báo mất rồi. Tiếp theo là chiếc Hyundai i10 với tầm tiền chỉ 339 triệu là chị đã sử dụng mẫu xe này rồi. Hyundai i10 bản hatchback đuôi ngắn, số tự động, máy 1.2, hàng nhập Ấn, máy 1.2 và ô tô chuẩn đang là 50.000 km. Chiếc xe này thì đang rất là dư, chưa, bên em đang chờ rửa dọn. Đó. Và với tầm tiền cũng chỉ 335 triệu thôi, nhô một chút đó, bản đủ anh chị nhé, hay mình gọi là số tự động, máy 1.2 đấy, rất là đẹp luôn, đã được trang bị ghế da, màn hình đầy đủ hết rồi đó, quá ok đúng không ạ. Rồi rồi anh chị nhé, đấy, đây là những mẫu xe mà i10 bên em thì hôm nay em sẽ giới thiệu những mẫu i10 và modeling cho anh chị để anh chị nhận theo dõi. Tiếp theo là một chiếc xe vừa về tức thì luôn, vừa về tức thì luôn. Đây, cho anh chị là chiếc Hyundai Accent sản xuất 2013, hàng nhập Ấn, mang biển số Lâm Đồng, số sàn, và chiếc xe này cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ, rất là đẹp luôn anh chị có thể thấy nhá, như mới luôn. 2013 là giá bán hiện tại bên em đang chào bán mức giá là 335 triệu. Chiếc xe này thì bên em sẽ sơn lại cái mâm, tại vì cái mâm này thì chủ xe sơn mâm đen, bên em sẽ sơn lại cái mâm này, trang bị 4 thắng lý ABS đầy đủ chị nhá, rất là đẹp luôn này, chiếc này cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây. Cực kỳ đẹp. Hộp số 6 cấp nha anh chị nhá. Hộp số 6 cấp này. Đấy. Đầu CD. Màn hình tablo rất là đẹp, tablo tabi rất là mới luôn. Đó. 335 triệu anh chị nhá. Ghế lì nguyên zin theo xe này, ghế lì theo xe rất là đẹp luôn. Đó. Rất mới luôn, trần ni lông theo xe này. Chiếc xe này thì ngày mai em sẽ làm một video chi tiết sau, em sẽ xin phép là không quay chi tiết. 335 triệu chị nhá, như mới luôn. Đó. Máy 1.4, xe này là bản nhập Hàn Quốc nguyên con. Đó, máy như mới luôn. Chị có thể thấy nhá, máy cực kỳ mới, cực kỳ mới, cực kỳ mới và đẹp đúng không ạ. Đấy, rất là đẹp luôn, thắng đi ABS này. Đó. Máy vẫn còn nguyên những cái dấu chấm sơn như có thể thấy nhá, như mới. 335 triệu. Và đặc biệt thì anh chị có hộ khẩu tại Bình Dương hoặc Đồng Nai thì bên em vẫn hỗ trợ ngân hàng cho anh chị được với chiếc xe đời 2013. Đó.
Đó, rất là nguyên bản luôn. Rồi. 335 triệu anh chị nhá. Em xin được nhắc lại cho chiếc Accent 2013. Rất là đẹp luôn. Siêu cộp. 335 triệu, không một lỗ nhỏ. Rồi. Rồi, tiếp theo vào bên trong thì em sẽ giới thiệu những cái mẫu xe tiếp theo đang có tại siêu thị ô tô Bình Dương. Anh nghe có An đang bận. Đó. Rất nhiều các mẫu xe và em nghe chỉ có quay mẫu xe với tầm tiền nhô trên 200 đến hơn 300 một chút thôi. Chủ yếu là những mẫu xe phân khúc hạng A. Đấy, dưới đây. Dưới đây em còn có mấy con nữa và xe bán ra thì luôn luôn là cam kết chất lượng cho anh chị. Giá thì còn thương lượng nhá anh chị nhá. Anh chị cứ đến trực tiếp cửa hàng em để thương lượng giá với em ăn. Đó. Cho thoải mái luôn. Đây khu vực rửa dọn xe, làm đẹp xe tại đằng sau này. Cũng còn mấy mẫu xe nữa và em sẽ giới thiệu cho anh chị coi. Đó, rất nhiều các mẫu xe anh chị nhá. Đây, chiếc i10 sedan này, hai đầu 2016, máy 1.2. Và chiếc xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhá. Và anh chị có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh là mình tiết kiệm được tiền biển số rồi. Và chiếc xe này ngân hàng có thể hỗ trợ cho anh chị 150 đến 170 triệu. Đó, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Và về vấn đề ngân hàng thì em vẫn xin nhắc lại là tất cả anh chị quý hàng có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai hoặc thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tỉnh thành khác, nhưng mà với điều kiện đang sinh sống tại Bình Dương, Đồng Nai hoặc thành phố Hồ Chí Minh thì bên em mới làm ngân hàng được. Tránh trường hợp là nhiều anh chị ở rất là xa hỏi em làm ngân hàng thì thực ra là bên em không làm được, với điều kiện mà anh chị phải sinh sống ở Bình Dương hoặc thì em tạm trú tại trong đây thì bên em mới làm được. Chiếc xe này là máy 1.2 và giá em chào bán là 280 triệu anh chị nhé, cho chiếc i10 sedan này. Đó, và chiếc xe này thì bản tiêu chuẩn và có mấy cái trục mâm thì em đang sơn. Đó. Máy 1.2 rất là đẹp luôn. Đó, vừa rửa dọn xong. Và ở chiếc xe này thì em đã đặt bộ ghế da cho chiếc xe này rồi, đặt bộ ghế da rồi nên anh chị không phải lo nhé. Thì tại vì nguyên bản thì vẫn còn ghế lỉnh theo xe, đầu CD. Đấy. Em sẽ tặng cho anh chị vè mưa, chén cửa miễn phí cho anh chị nhé. Vè mưa chén cửa là em sẽ tặng cho anh chị một bộ luôn. Đấy, tất cả vè mưa chén cửa là đầy đủ hết anh chị nhé, anh chị không phải lo gì cả. Rồi, tiếp theo đây, tiếp theo sẽ chiếc giới thiệu chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning 2018. Bản này là bản SI anh chị nhé, hay mình gọi là bản đủ đấy ạ, nôm na là bản đủ. Được trang bị hai túi khí này, thắng đĩa ABS này, đèn nét đèn pha, đèn nét này, cũng như đèn hậu, đèn nét 3D luôn. Có màn hình giải trí. Và chiếc xe thì có mâm đúc la răng. Chủ xe đã rô bộ tem cực kỳ ngầu luôn. Và ô tô chuẩn đang là 28.000 km, sơn zin gần như là tuyệt đối. Sơn zin gần như là tuyệt đối cho mẫu xe này, Kia Morning 2018 anh chị nhá. Ở trên vô lăng thì tích hợp với những chức năng này. Đấy, bản đủ ghế da, màn hình chỉ đường đầy đủ hết này anh chị nhá. Đấy, 2018, máy 1.25, điều hòa auto này, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe thì chủ xe trang bị của tắp lô. Chiếc xe này là không có đăng ký kinh doanh như Grab taxi anh chị nhá. Khóa cửa auto là tự động này, dư gập chỉnh điện này, rất là ok đúng không ạ. Đấy, các bậc lên xuống được ốp mạ xi hết rồi, lốc rồi, ok đúng không ạ. Em ơi ghế ra rất là ok đúng không ạ. Chiếc xe này em đang chào bán là 298 triệu. Đó, có ok đúng không ạ. Rồi, chiếc xe mang biển tỉnh anh chị nhá, mang biển tỉnh. Đó, ok luôn. Hai trăm chín mươi tám triệu anh chị nhá, cho chiếc Kia Morning SI 2018 này. Rồi, tiếp theo là chiếc Kia Morning luôn. Kia Morning cũng là bản đủ SI 2017 và chiếc xe này là mang biển số Bình Dương anh chị nhé. Mang biển số Bình Dương 2017 và chiếc xe này đang ở khu vực rửa dọn. Đấy, như đang đánh bóng, đang đánh bóng rồi. Anh chị có thể thấy nhá, nước sơn rất là mới luôn này. Đấy, và cũng được trang bị những cái option giống như con 2018 kia. Và đã được chiếc xe này thì đã rủ xe vào tay chắn cửa này. Ốp vè mưa đầy đủ hết rồi. 275 triệu anh chị nhé, để sở hữu mẫu xe này, Kia Morning SI 2017, 275 triệu, mang biển số Bình Dương anh chị nhé, mang biển số Bình Dương, đó, có ok đúng không ạ.
Đó. Mâm đúc la răng, đèn pha led, đèn hậu led đầy đủ hết. Đó. Vè mưa, chén cửa đầy đủ hết rồi. Ghế da theo xe. Thì, chiếc xe này thì chưa rửa dọn xong. Đó, ghế da. Đây các bậc lên xuống đều ốp inox hết rồi. Vô lăng hai chấu, bọc da và tích hợp những chức năng màn hình, đầu CD đầy đủ hết này. Phủ táp lô này, rất là ok luôn. Xe rất là nguyên bản tuyệt đối. Luôn luôn là cam kết chất lượng tuyệt đối anh chị nhá. Và bên em siêu thị ô tô Bình Dương lúc nào cũng đề cao vấn đề chất lượng xe lên hàng đầu. Và giá thì tất nhiên rồi, giá phải là hợp lý chứ không có giá rẻ được anh chị, đúng không ạ? Đó, máy 1.2. Máy rất là mới và đẹp luôn đúng không ạ? Đó, chất xe máy rất là mới luôn. Máy 1.25 anh chị nhá. Đấy, chiếc xe này chưa rửa dọn đâu. Đây, những cái chi tiết ốc cốp này. Ốc cabo này. Ốc cabo nguyên bản tuyệt đối luôn. Đấy. Dạ. Và chiếc xe thì còn khám xét lưu hành đến tháng 2 năm 2021 cơ. Rất là miên man. Em xin được nhắc lại với giá là chiếc xe này là 275 triệu và có thể hỗ trợ ngân hàng cho anh chị 140 đến 160 triệu đồng. Quá hợp lý rồi đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là một chiếc xe phân khúc hạng A nữa có hiện có tại siêu thị ô tô Bình Dương. Chúng anh chị đó chính là chiếc Hyundai i10 sản xuất 2016 và là hàng nhập bản tiêu chuẩn. Nhưng mà chiếc xe này em Hoàng An sẽ dồn một bộ mâm, đúc cho anh chị, rất ok luôn. 258 triệu anh chị nhá. 258 triệu. Cực kỳ đẹp luôn, chiếc xe rất là đẹp. Rất là liền lạc và đang đánh bóng xong rồi. Đó. Còn nguyên ghế lì theo xe luôn. Đó, hàng nhập nhá anh chị nhá. Mọi chi tiết là nguyên bản tuyệt đối. Đó, đó là những cái mà đó, anh chị có thể thấy nhá. Như mới rồi. Đó. Ok. Đó, 258 triệu anh chị nhá. Và xe rô một bộ mâm này. Hay lắm, cửa chén cửa vè mưa rô miễn phí cho anh chị. Chiếc xe này thì bốn vỏ vẫn còn dày lắm. Rất là dày luôn, bốn vỏ cực kỳ dày luôn. Đó. Ok đúng không ạ? Xe rất là đẹp và đã được đánh bóng xong rồi. Đang ngày mai sẽ cho rửa dọn này, làm đẹp cho anh chị. Đầu CD. Đó. Rồi, đó, ok không ạ? Đó. Em xin nhắc lại nhé là 258 triệu anh chị nhé. Cho chiếc i10 bản đuôi ngắn 2016 và là hàng nhập. Chiếc xe này bên em sẽ rô bộ mâm cho anh chị và chiếc xe còn 4 vỏ mới tinh luôn. Đó, rất là ok. Khám xét lưu hành thì cũng còn vài tháng nữa. Đó, tháng 9 năm 2020. 258 triệu anh chị nhé. Rồi, trên đây là những mẫu xe mà em Hoàng An vừa gửi đến tất cả anh chị, quý khách hàng. Và anh chị quan tâm về bất cứ mẫu xe nào thì cứ lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương nhà em. Đó, địa chỉ là ngã ba Ốc Xã, đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Và em Hoàng An sẽ luôn luôn cố gắng mỗi ngày sẽ lên một video để cho anh chị tiện theo dõi. Xe bán ra thì luôn luôn là cam kết chất lượng. Alo trực tiếp cho em An theo hai số điện thoại 0943 444 550 hoặc số điện thoại 0968 390 391 anh chị nhé. Hai số điện thoại trên thì em Hoàng An đều có Zalo, anh chị có thể add Zalo của em. Khi mà lên xem xe em sẽ chỉ đường cho anh chị. Một lần nữa thì em Hoàng An xin cảm ơn anh chị đã dành một chút thời gian lắng nghe, quan tâm em Hoàng An. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Kính chúc anh chị có một buổi tối thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.